Phương Mỹ Chi gặp, biến căng, phải viết tâm thư xin lỗi. Chia sẻ của Phương Mỹ Chi nhận được nhiều sự chú ý. Vừa qua, Phương Mỹ Chi đã cho ra mắt ca khúc cuối cùng nằm trong EP Chi, Hẹn Em Kiếp Sau. Hẹn Em Kiếp Sau mang hơi hướng âm hưởng dân ca miền Bắc, vẽ nên một mối tình buồn đầy dở dang. Bản phối vẫn được nhóm sản xuất âm nhạc DTAP đảm nhiệm. Thế nhưng sau khi ra mắt không lâu, ca khúc đã gặp phải vấn đề bản quyền với tác giả và biến mất khỏi YouTube. Trước việc này, Phương Mỹ Chi cũng đã lên tiếng đôi lời về bản quyền ca khúc hẹn em kiếp sau. Sau khi ra mắt MV, Chi có đọc được một số bình luận và thông tin cho rằng Chi đã sử dụng ca khúc chưa được tác giả cho phép sử dụng. Chi và ekip xin phép giải thích như sau. Trước khi sản xuất, phía công ty quản lý đã liên hệ với VCPMC Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam và các bên liên quan để tiến hành mua bản quyền tất cả bài hát trong series Chi. VCPMC đã cung cấp bản quyền cho 4 phần 5 các bài hát, trong đó có bài Hẹn em kiếp sau bài còn lại bên công ty đã mua từ đối tác khác sau khi có bản quyền công ty mới bắt tay tiến hành sản xuất tuy nhiên vào ngày phát hành ca khúc ekip của chi mới phát hiện ra rằng vcpmc đã cung cấp bản quyền hẹn em kiếp sau nhưng mà là của một tác giả khác phía ekip đã sơ sót không kiểm tra kỹ nên đã dẫn tới tình trạng nhầm ca khúc ngay sau khi phát hiện ra công ty đã liên hệ với vcpmc đề xuất họ cấp phép lại và nghĩ rằng như thế là mọi vấn đề bản quyền đã giải quyết xong ngay khi nhận được comment từ phía tác giả quản lý của chi đã liên hệ và giải thích rõ về sự nhầm lẫn và được tác giả vui vẻ bỏ qua tuy nhiên đây vẫn là một sự sơ sót lớn chi chân thành xin lỗi chị lá và các khán giả chi vô cùng cảm thấy có lỗi và xin gửi lời xin lỗi chân thành đến lá tác giả của bài hát hẹn em kiếp sau vì sai sót lần này cũng như xin lỗi tất cả những người yêu quý bài hát yêu quý phương mỹ chi đây sẽ là một bài học kinh nghiệm để chi cẩn thận hơn trong các sản phẩm tiếp theo của mình cảm ơn mọi người đã yêu quý Chi ạ. À. Trong lần trở lại với series Chi Phương Mỹ Chi đã cho thấy những thay đổi tích cực về hình ảnh lẫn phong cách. Không còn là cô bé dân ca nhỏ xíu ngày nào, nay giọng ca 19 tuổi đang ngày càng trưởng thành hơn, linh hoạt hơn và dám thử sức, đổi mới bản thân trong nhiều dòng nhạc khác, nhiều tạo hình đẹp mắt, ấn tượng, phù hợp với độ tuổi. Phương Mỹ Chi gặp biến căng, phải viết tâm thư xin lỗi chia sẻ của Phương Mỹ Chi nhận được nhiều sự chú ý. Vừa qua, Phương Mỹ Chi đã cho ra mắt ca khúc cuối cùng nằm trong EP Chi, Hẹn Em Kiếp Sau. Hẹn Em Kiếp Sau mang hơi hướng âm hưởng dân ca miền Bắc, vẽ nên một mối tình buồn đầy dở dang. Bản phối vẫn được nhóm sản xuất âm nhạc DTAP đảm nhiệm. Thế nhưng sau khi ra mắt không lâu, ca khúc đã gặp phải vấn đề bản quyền với tác giả và biến mất khỏi YouTube. Trước việc này, Phương Mỹ Chi cũng đã lên tiếng. Đôi lời về bản quyền ca khúc Hẹn Em Kiếp Sau sau khi ra mắt MV, Chi có đọc được một số bình luận và thông tin cho rằng Chi đã sử dụng ca khúc chưa được tác giả cho phép sử dụng. Chi và ekip xin phép giải thích như sau. Trước khi sản xuất, phía công ty quản lý đã liên hệ với VCPMC Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam và các bên liên quan để tiến hành mua bản quyền tất cả bài hát trong series Chi. VCPMC đã cung cấp bản quyền cho 4 phần 5 các bài hát, trong đó có bài Hẹn em kiếp sau. Bài còn lại bên công ty đã mua từ đối tác khác, sau khi có bản quyền công ty mới bắt tay tiến hành sản xuất tuy nhiên vào ngày phát hành ca khúc ekip của chi mới phát hiện ra rằng vcpmc đã cung cấp bản quyền hẹn em kiếp sau nhưng mà là của một tác giả khác phía ekip đã sơ sót không kiểm tra kỹ nên đã dẫn tới tình trạng nhầm ca khúc ngay sau khi phát hiện ra công ty đã liên hệ với vcpmc đề xuất họ cấp phép lại và nghĩ rằng như thế là mọi vấn đề bản quyền đã giải quyết xong ngay khi nhận được comment từ phía tác giả Quản lý của chi đã liên hệ và giải thích rõ về sự nhầm lẫn và được tác giả vui vẻ bỏ qua. Tuy nhiên, đây vẫn là một sự sơ sót lớn, chi chân thành xin lỗi chị Lá và các khán giả. Chi vô cùng cảm thấy có lỗi và xin gửi lời xin lỗi chân thành đến Lá, tác giả của bài hát, hẹn em kiếp sau, vì sai sót lần này, cũng như xin lỗi tất cả những người yêu quý bài hát, yêu quý Phương Mỹ Chi. Đây sẽ là một bài học kinh nghiệm để chi cẩn thận hơn trong các sản phẩm tiếp theo của mình. Cảm ơn mọi người đã yêu quý chi ạ. À trong lần trở lại với series Chi, Phương Mỹ Chi đã cho thấy những thay đổi tích cực về hình ảnh lẫn phong cách. Không còn là cô bé dân ca, nhỏ xíu ngày nào, nay giọng ca 19 tuổi đang ngày càng trưởng thành hơn, linh hoạt hơn và dám thử sức, đổi mới bản thân trong nhiều dòng nhạc khác, nhiều tạo hình đẹp mắt, ấn tượng, phù hợp với độ tuổi.